Chào bạn, mình là Xuân Tú, các bạn đang nghe Án Khét Tiếng. Ở bất kỳ một đất nước hay xã hội nào cũng sẽ có chung một tầng lớp giai cấp làm giàu lên một cách nhanh chóng, song cũng mang tới những bất ổn cho tình hình trật tự và an ninh. Nếu như chúng ta biết đến danh xưng quốc tế là Mafia, thì ở Nhật Bản, những thành phần này còn được gọi với cái tên là Yakuza, hay chính là xã hội đen. Tồn tại và phát triển dưới thế giới ngầm, sử dụng bạo lực và sự hỗn loạn để điều hành tổ chức. Dĩ nhiên, luôn là một đề tài kích thích sự tò mò của người khác. Vậy họ đã làm gì để có được một tổ chức hùng mạnh một thời như vậy? Tất cả sẽ được giải đáp ngay bây giờ. Và trước khi bắt đầu, rất mong các bạn ủng hộ video bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Yamaguchi Gumi là một nhóm xã hội đen độc nhất vô nhị được công nhận bởi chính phủ Nhật Bản. Đây là một nhóm duy nhất trên thế giới có sự công nhận từ nhà nước. Nhóm xã hội đen này trở thành băng đảng hàng đầu Nhật Bản sau hơn 100 năm kể từ khi thành lập. Lịch sử phát triển của nhóm rất thú vị và hấp dẫn. Xã hội đen Nhật Bản hiện nay có nhiều tên gọi khác nhau và chính các thành viên tự gọi mình là Renshia, có nghĩa là anh hùng và chính nghĩa. Cảnh sát Nhật Bản gọi nhóm này là băng nhóm tham gia vào các hoạt động phi pháp và sử dụng bạo lực. Hoạt động chủ yếu của tổ chức này là những hành vi vi phạm pháp luật, buôn bán ma túy, tống tiền, lừa đảo. Lịch sử xã hội đen Nhật Bản hiện đại chủ yếu là lịch sử phát triển của Yamaguchi Gumi. Năm 1881, Haruyoshi Yamaguchi sinh ra trong một làng trài nhỏ tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Vào thời điểm đó, không có nhiều công việc tốt để tạo điều kiện cho những thanh niên như anh ta. Haruyoshi Yamaguchi đã dựa vào việc đi câu cá để kiếm sống cho bản thân và sau đó trở thành một người lính tham gia vào chiến tranh Nga-Nhật. Sau khi hồi phục, Haruyoshi Yamaguchi trở về quê hương và quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Lúc đó, cảng Kobe đã có một vị trí địa lý thuận lợi. Khi Yamaguchi Haruyoshi đến cảng Kobe, anh ta thấy một cảnh tượng sôi động và nhanh chóng gia nhập nhóm những người khuân vác vì anh từng đi lính và có sức khỏe tốt. Không lâu sau, anh nổi bật lên từ những kẻ khuân vác và trở thành một thủ lĩnh nhỏ. Năm 1912, Yamaguchi Harukichi gia nhập nhóm Oshima và làm giám sát viên. Đây được coi là một bước nhảy vọt thành công. Nhóm Oshima là băng nhóm lớn nhất ở cảng lúc bấy giờ và chiếm phần lớn công việc kinh doanh tại cảng Kobe. Ông chủ là một người đàn ông tên là Oshima Hideyoshi. Yamaguchi theo ông chủ trong 3 năm và cảm thấy mình đã trở thành một bậc thầy. Vì vậy, vào năm 1915, Yamaguchi, 34 tuổi, tập hợp lại với 50 người khuân vác. Anh trở về quê hương tỉnh Hyogo và thành lập tổ chức của riêng mình. Vào thời điểm này, Yamaguchi Gumi thực sự là một chi nhánh của Oshima Gumi. Haruyoshi đã làm việc chăm chỉ trong suốt 10 năm và thành công mở rộng băng đảng từ 50 thành viên ban đầu lên 134 người. Năm 1925, Yamaguchi, 44 tuổi, không biết liệu tuổi tác có phải là nguyên nhân hay không. Lo sợ băng đảng sẽ sụp đổ, ông quyết định giải nghệ và chuyển giao cho con trai cả, Noboru Yamaguchi, khi đó mới 23. Noboru đã thành công đảm nhận vị trí lãnh đạo và trở thành thế hệ thứ hai của Yamaguchi Gumi. Tuy nhiên, người ta nói rằng Noboru đã gặp không may khi lúc này, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 1928 ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ hàng hóa của Yamaguchi Gumi ở Nhật Bản. Thị trường bán lẻ hàng khô bị giáng đòn nặng nề, làm giảm thu nhập của Yamaguchi Gumi. Trong thời điểm khó khăn như vậy, mọi người chỉ có thể chấp nhận mất thu nhập và tiết kiệm tiền. Yamaguchi đã cảm thấy mình cần chọn một hướng đi độc lập hơn nên đã truyền đạt thông điệp đến nhóm Oshima. Bằng cách này, Yamaguchi Gumi chính thức tách khỏi Oshima Gumi và bắt đầu phát triển độc lập. Năm sau đó, Yamaguchi Gumi và Oshima Gumi khởi động một cuộc chiến quy mô lớn để tranh giành thị trường bán lẻ. Không ngờ lần này, Yamaguchi Gumi chiếm thế thượng phong. Khi đó, băng đảng của Noboru có một thành viên dù chỉ mới 16 nhưng đã tỏ ra bản thân là một người vô cùng hiếu chiến và tàn bạo. Mọi người xung quanh thường gọi bằng biệt danh là Nobi. Đỉnh điểm, cậu ta khiến một thành viên của nhóm Oshima mất mạng.
Hành động này đã gây sốc cho mọi người trong nhóm. Sau những trận chiến khốc liệt với các đối thủ, danh tiếng hung hãn của Nobi ngày càng lan rộng, trong khi nhóm Oshima thì liên tục bị đánh bại. Tình thế dần xoay chuyển, băng đảng Yamaguchi Gumi bắt đầu phát triển mạnh mẽ, trong khi Oshima Gumi thì suy tàn. Tất nhiên, thành tích xuất sắc của Nobi đã được đánh giá cao bởi Yamaguchi, và cậu ta nhanh chóng thăng tiến và kết hôn với con gái của thủ lĩnh. Yamaguchi Gumi sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giải trí, biểu diễn, sòng bạc cùng các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời, họ thường đóng vai trò hòa giải trong các xung đột và tranh chấp. Tóm lại, Yamaguchi Gumi không chỉ thu phí bảo vệ mà trở thành một tổ chức độc lập và phát triển mạnh mẽ. Năm 1934, Yamaguchi Gumi đã tham gia vào việc hòa giải cuộc xung đột giữa các thủy thủ. Nhưng không may, việc đó không thành công, mà còn khiến các thành viên bị giết. Noboru hay tin thì lên cơn điên tiết, liền sai Nobi đi trả thù. Nobi thực sự rất độc ác và sẵn sàng giết bất kỳ ai trong tầm mắt. Tuy nhiên sau đó, cậu ta bị bắt và bị giam cầm trong một năm. Khi được thả cũng là lúc bị kết án 8 năm tù vì tội giết người. Thời điểm này trùng hợp với việc Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống Trung Quốc và nhiều thanh niên, gồm cả thành viên của Yamaguchi Gumi, tham gia nhập ngũ. Chính vì điều này đã giảm sút đi quyền lực của băng đảng ít nhiều. Năm 1942, thế hệ thứ hai của băng đảng là Yamaguchi Noboru đã qua đời vì bị thương nặng. Băng đảng không có người lãnh đạo và các thành viên thì như rắn mất đầu. Về lý thuyết thì Nobi, người chỉ huy thứ hai trong băng đảng, nên đảm nhận vai trò lãnh đạo. Thế nhưng giờ đây anh ta đang bị giam cầm. Trong những năm tiếp theo, Yamaguchi Gumi đã trải qua những thời kỳ khó khăn mà không có người lãnh đạo. Dù bị xâm chiếm và mất lãnh thổ, băng đảng vẫn tồn tại và không sụp đổ. Một bước đột phá đã xuất hiện khi Nobi được thả ra khỏi tù và dưới sự lãnh đạo của Shimoya Maguchi Gumi, băng đảng đã có sự phát triển đáng kể. Năm 1943, Nobi được giảm án và ra tù sớm. Anh ta đã nhận được sự chào đón của hơn 20 thành viên băng đảng, nhưng Nobi không lập tức được đảm nhận vai trò lãnh đạo, bởi vì có một số người không hài lòng với việc này. Nobi muốn thiết lập quyền lực của mình trước khi hành động. Thế nhưng anh ta không bao giờ chờ đợi cơ hội và thời điểm phù hợp. Vì chỉ 2 năm sau đó, tức là năm 1945, Nhật Bản thất bại trong chiến tranh Thái Bình Dương và chiến tranh Trung Quốc, và hai quả bom nguyên tử Leaderboy và Fat Man được thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, quân đội Mỹ tiến vào và thực hiện quản lý, kiểm soát nguồn cung cấp và lương thực, gây ra thiếu thốn và nạn đói cho người dân Nhật. Trong bối cảnh đó, bọn xã hội đen Nhật Bản mở ra. Dưới sự lãnh đạo của Nobi, Yamaguchi Gumi phát triển nhanh chóng và sáp nhập nhiều nhóm băng đảng nhỏ. Nhiều thanh niên và ngay cả những cựu chiến binh cũng gia nhập Yamaguchi Gumi để tồn tại trong thời kỳ khó khăn. Sau đó, Yamaguchi Gumi đã giúp người Nhật chiếm giữ nhiều lãnh thổ của Hàn Quốc. Lãnh thổ của băng đảng này có danh tiếng rất tốt với người Nhật. Điều này càng khẳng định sự cần thiết cho sự tồn tại của băng đảng. Để khuyến khích loại hành vi này, chính phủ Nhật Bản ban hành hiến pháp mới nhất vào tháng 11 năm 1946. Điều 21 trong đó thực sự công nhận tính hợp pháp của các băng đảng xã hội đen. Với tất cả những thành tích mình có được, Nobi đã thành công được thăng chức làm người đứng đầu Yamaguchi Gumi. Anh ta chính thức trở thành thế hệ thứ 3 của Yamaguchi Gumi. Tuy nhiên Nhật Bản một lần nữa rơi vào tình trạng thiếu lương thực do lạm phát nghiêm trọng vào năm 2001. Nhiều người dân Nhật Bản đang chết đói. Lúc này, Nobi nảy ra một ý. Thay vì trốn tránh, anh ta tạo ra những buổi nấu ăn miễn phí giúp cho những người đói kém có cái ăn. Vợ anh ta là Yamaguchi Fumiko cũng giúp nấu ăn. Thực ra nó là cách mà Nobi chiêu dụ những thành viên mới cho băng đảng. Và cuối cùng, Nobi chiếm được cảm tình của mọi người và rất nhiều người trẻ quyết tâm đi theo Nobi. Khi băng nhóm mở rộng nhanh chóng, Nobi cũng thành lập một loạt quy tắc của băng đảng. Ví dụ, các thành viên phải đoàn kết làm một và đưa ra các phần thưởng và hình phạt. Nếu không tuân theo các quy tắc, ngón tay của họ sẽ bị cắt cụt. Từ đó trở đi, phong tục cắt cụt ngón tay bắt đầu lan rộng trong các băng đảng Nhật Bản.
tại đây có một biểu tượng Yakuza khác cũng trở nên phổ biến trong thời gian này. Toàn thân của các thành viên Yamaguchi Gumi thường có hình xăm, hình ảnh rất gớm ghiếc. Ngoài việc cải cách nội bộ, hoạt động kinh doanh bên ngoài cũng đã có những thay đổi lớn. Trước đây, các băng đảng xã hội đen truyền thống chủ yếu kinh doanh nội dung khiêu dâm, cờ bạc và ma túy. Họ cũng thu phí bảo vệ tại một số địa điểm nhất định dưới tư cách là người trung gian. Tất nhiên, các khoản phí và hoạt động tương tự đều được thực hiện thông qua biện pháp bạo lực. Nobi cảm thấy mặc dù kinh doanh truyền thống có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng thời đại ngày càng tiến bộ và cách kiếm tiền không thể tuân theo quy tắc cũ. Cần phải thay đổi. Ngày xưa, người ta kiếm tiền bằng cách bán sức lao động, nhưng bây giờ phải dùng trí óc. Mặc dù Nhật Bản vẫn còn rất hỗn loạn sau chiến tranh, đất nước thì đang dần hồi phục. Tuy nhiên ngành giải trí Nhật Bản lại có vẻ như sẽ có tiềm năng. Nobi ngay lập tức quyết định thành lập một công ty giải trí, bắt đầu ký hợp đồng và đào tạo nghệ sĩ, và sau đó thì làm phim. Công ty này sau đó đổi tên thành Kobe Entertainment Club và tổ chức Private Top 20 Singer Show. Một số lượng lớn nghệ sĩ được ký hợp đồng, bao gồm cả các ca sĩ nổi tiếng như Mitsuru Hibari. Thực tế là Yamaguchi Gumi đã buộc nhiều nghệ sĩ phải ký hợp đồng với họ. Người ta nói rằng nam diễn viên nổi tiếng người Nhật Takakura Ken cũng là một nghệ sĩ thuộc công ty của họ. Ngoài việc gia nhập ngành giải trí, Nobi cũng thành lập một công ty vận chuyển hàng hóa tại cảng Kobe, đặt tên là Koyo Transport. Công ty này chủ yếu đảm nhận việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa tại nhà ga. Trong chiến tranh Triều Tiên, cảng Kobe trở thành căn cứ cung ứng cho quân đội Hoa Kỳ. Và điều này đã giúp cho Yamaguchi Gumi kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi Nobi bắt đầu tìm kiếm sự bảo vệ tại Hakudo, anh ta hối lộ một số lượng lớn quan chức để đảm bảo sự thuận tiện cho bản thân và mở rộng quyền lực của Yamaguchi Gumi. Trong quá trình mở rộng và sáp nhập, họ đã tích lũy được nhiều lực lượng khác nhau. Chuyện đánh nhau, giết chóc là điều không thể tránh. Thực tế, những cảnh đánh nhau của băng đảng ở Nhật Bản còn tệ hơn nhiều. Họ có súng và lựu đạn cực kỳ nguy hiểm. Nhiều dân thường vô tình bị thương khi đánh nhau giữa các băng đảng, khiến người dân Nhật Bản vô cùng lo sợ. Năm 1964, Nhật Bản cũng nhận thấy lực lượng băng đảng đã đe dọa trật tự xã hội bình thường, nên chính phủ Nhật phát động chiến dịch chống băng đảng. Và từ đó, đề cương các biện pháp đối phó ngăn chặn bạo lực được ban hành. Yamaguchi Gumi được liệt kê là mục tiêu đàn áp chính trong hoạt động này. Sau 3 hoạt động chống băng đảng, quy mô của Yamaguchi Gumi ngày càng lớn hơn. Năm 1965, Yamaguchi Gumi có tổng cộng 424 nhóm với 6.450 thành viên. Năm 1980, số lượng nhóm Yamaguchi Gumi mở rộng lên 559 với 11.878 thành viên. Yamaguchi Gumi mở ra sự phát triển thực sự trong tay của thế hệ thứ 3 và đã phát triển thành tổ chức Yakuza lớn nhất Nhật Bản. Nobi được mệnh danh là bố già của Yamaguchi Gumi vì những thành tích nổi bật của mình. Tuy nhiên, một người dù mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ tới hồi kết. Năm 1981, Nobi, linh hồn của Yamaguchi Gumi, chết vì bệnh. Ông ta đã phụ trách Yamaguchi Gumi trong 35 năm và mở rộng băng đảng thành băng đảng lớn nhất Nhật Bản. Cái chết của ông ta cũng tuyên bố sự kết thúc của thời đại Yamaguchi Gumi Nobi. Lúc này, Yamamoto Kenichi, thủ lĩnh thứ 2 của Yamaguchi Gumi, đảm nhận vị trí thủ lĩnh thứ 4. Nhưng lịch sử luôn giống nhau. Yamamoto Kenichi lúc này vẫn đang trong tù. Yamaguchi Gumi đã cố gắng lợi dụng mối quan hệ của mình để giúp Yamamoto Kenichi được phóng thích trước hạn. Thật không may, âm mưu này không thành công, nên các thành viên băng đảng đã tổ chức một cuộc đại án tang lễ của Nobi mà không có sự tham gia của thủ lĩnh thứ hai. Nghe nói thủ lĩnh của hơn 200 băng đảng lớn nhỏ tại Nhật đã tham dự lễ tang với hơn 1.000 người và cũng có rất nhiều trò giải trí của những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí diễn ra vào ngày này. Điều này khiến cảnh sát Nhật Bản phải khiếp sợ một thời gian. Điều kỳ lạ hơn nữa là Yamaguchi Gumi thực sự đã tổ chức lễ tưởng niệm gần tòa án tỉnh Hyogo. Cảnh sát Nhật Bản run rẩy như thể họ đang phải đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh
và đã điều động hơn 2.000 cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát duy trì an ninh địa phương đã tìm thấy một số lượng lớn dao, súng cùng các loại vũ khí khác được đem đến sự kiện này. May mắn thay, lần này hai bên không có xung đột trực tiếp. Sau tang lễ, việc cấp bách nhất của Yamaguchi Gomi là chờ Yamamoto ra tù. Thời điểm đó, Yamaguchi Gomi có hàng chục nghìn thành viên và không có thủ lĩnh. Các thành viên trong băng đảng dần trở nên hỗn loạn và chỉ thầm cầu mong vị lãnh đạo sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhưng cuối cùng, Kenichi Yamamoto vào thời khắc tưởng như sắp được ra tù thì lại chết vì mắc bệnh trong tù. Không biết việc này có phải là sự dàn xếp từ cảnh sát hay không. Tuy nhiên nó lại làm cho nội bộ băng đảng này vô cùng khôn đốn. Bấy giờ, nhị thiếu gia, con của Nobi đã trưởng thành. Trong băng đảng không chỉ có một mà rất nhiều người có đủ tư cách ngồi lên ngai vàng của thủ lĩnh. Vào thời điểm đó, cuộc đấu tranh nội bộ đầu tiên của Yamaguchi Gomi để giành lấy vị trí thủ lĩnh bắt đầu. Sau hơn một năm cạnh tranh, tình hình đã trở nên rõ ràng. Kết quả là tháng 6 năm 1984, Takenaka Masahisa chính thức đảm nhận vị trí lãnh đạo và trở thành người đứng đầu thế hệ thứ tư của Yamaguchi Gomi. Tuy nhiên, Yamamoto Hiroshi tỏ ra không hài lòng với sự lãnh đạo của vị lãnh đạo mới. Hơn 6.000 thành viên dưới sự lãnh đạo của Yamamoto Hiroshi đã rời Yamaguchi Gomi để thành lập doanh nghiệp riêng và hình thành Ichiwakai. Trong băng đảng có một kẻ phản bội, Takenaka Masahisa, người mới nhậm chức. Tất nhiên, ông không thể nào chịu được sự bẽ mặt này. Vì vậy, vào năm 1989, Ichikawa đã tự giải tán và trở về lại với Yamaguchi Gomi. Tháng 4 năm 1989, Watanabe Yoshinori, 48 tuổi, được bổ nhiệm làm lãnh đạo và trở thành người đứng đầu thế hệ thứ 5 của Yamaguchi Gomi. Watanabe Yoshinori là một cựu chiến binh của Yamaguchi Gomi và đã gia nhập băng đảng suốt 28 năm. Ông ta đã tiến bước lên vị trí lãnh đạo dựa trên sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình. Thời điểm ông ta nhận vai trò lãnh đạo là khi nền kinh tế Nhật đang phục hồi, phát triển và cuộc sống của người dân trở nên ổn định hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát Nhật Bản đã cải thiện đáng kể sức mạnh của mình và các biện pháp chống các băng nhóm tội phạm ngày càng nghiêm ngặt. Vì vậy, chiến lược của Watanabe Yoshinori là tránh đối đầu trực tiếp với cảnh sát và điều hành Yamaguchi Gomi như một tập đoàn. Để tránh tình trạng Yamaguchi Gomi mất đi người lãnh đạo một lần nữa, ông ta đã bắt đầu áp dụng một hệ thống lãnh đạo tập thể. Không còn là một người đứng đầu ra quyết định, mà giống như một công ty tập đoàn có nhiều giám đốc chi nhánh cùng nhau quản lý. Như vậy thì ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với người đứng đầu, tổ chức vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Vào thời điểm đó, nguồn thu chính của Yamaguchi Gomi vẫn đến từ các hoạt động bất hợp pháp, buôn lậu, sòng bạc, bắt cóc phụ nữ trẻ từ Triều Tiên và Đông Nam Á. Tuy nhiên, Watanabe Yoshinori nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển các hoạt động kinh doanh hợp pháp và đầu tư có tầm nhìn. Ông ta mua cổ phiếu, tác phẩm nghệ thuật, trái phiếu cùng các tài sản khác. Ông ta cũng tham gia vào ngành bất động sản, xây dựng, thậm chí cả ngành công nghệ cao như phát triển phần mềm. Tuy nhiên, nhận thức được rằng các nhóm xã hội đen ngày càng trở nên quyền lực hơn và có dấu hiệu bành trướng. Năm 1992, Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản thông qua luật về các biện pháp đối phó với các nhóm bạo lực nhằm kiểm soát và loại bỏ các hoạt động của các nhóm bạo lực. Điều này gây ra một đòn chí mạng đối với Yamaguchi Gomi. Trong trận động đất lớn Hanshin năm 1995, Yamaguchi Gomi thể hiện một phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng hơn cả cảnh sát Nhật Bản. Điều này cho thấy sự tổ chức và đoàn kết của tổ chức này trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp. Họ là những người đầu tiên đến hiện trường thảm họa, cung cấp nơi trú ẩn cho các nạn nhân, cung cấp vật tư cho hàng chục nghìn người. Chuỗi hành động này được thực hiện rất thành công. Nó thực sự thay đổi cách mọi người nhìn nhận về Yamaguchi Gomi. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là vỏ bọc, một chiến lược của Yamaguchi Gomi. Cách mà họ kiếm tiền chủ yếu vẫn là hoạt động khiêu dâm, cờ bạc và ma túy. Yamaguchi Gomi đã trải qua một quá trình phục hồi mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Watanabe Yoshinori. Tuy nhiên, vào năm 2005, Watanabe Yoshinori bị buộc phải nghỉ hưu vì một vụ kiện. Shinobu, 63 tuổi,
được thăng chức lên làm người đứng đầu Yamaguchi Gumi, trở thành thế hệ thứ 6. Nhìn bề ngoài, có thể thấy rằng ông ta là một người tàn nhẫn. Gia nhập Yamaguchi Gumi vào năm 1962, ông ta đã làm việc chăm chỉ trong hơn 40 năm trước khi trở thành lãnh đạo. Trong mắt cảnh sát, ông ta là một người có nhiều tiền án, được coi là kẻ cực kỳ nguy hiểm với tầm nhìn độc đáo và phương pháp thì tàn nhẫn. Ông ta đã lên kế hoạch cho cuộc chiến băng đảng lớn nhất lịch sử Nhật Bản với khoảng 12.000 người tham gia. Cả cảnh sát và thành viên trong băng đảng đều phải sợ ông ta. Tuy nhiên khi mới lên làm lãnh đạo chưa lâu thì ông ta bị kết án 6 năm tù vì việc cấp dưới sở hữu súng. Cảnh sát tin rằng việc bỏ tù thủ lĩnh ít nhất có thể ngăn chặn sự phát triển của tội phạm Yamaguchi Gumi. Tuy nhiên thực tế là điều này không ảnh hưởng đến công việc mà Shinobu đang tiếp tục thực hiện. Shinobu tiếp tục làm việc từ xa trong nhà tù và được quản lý bởi người đại diện của mình, Takayama Kiyoshi, người giữ cho Yamaguchi Gumi có được một trật tự tốt. Họ mở rộng lãnh thổ và lên kế hoạch nhiều cuộc tấn công vào các lực lượng khác mà không làm tổn thương tới người dân. Tất cả thành viên băng đảng đeo bảng tên và mặc như nhân viên văn phòng. Điều này trở thành trang phục tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Lúc này, Yamaguchi Gumi trở nên ngày càng thiếu đạo đức hơn trong việc rửa tiền, buôn bán hàng lậu, bắt cóc phụ nữ để làm nghề mại dâm. Tháng 4 năm 2011, Shinobu cuối cùng đã sống sót sau bản án 6 năm và được ra tù. Điều này là một sự kiện quan trọng đối với Yamaguchi Gumi, thu hút sự quan tâm của rất nhiều phóng viên. Shinobu, gần 70 tuổi, đội mũ, đeo kính râm, rất kiên nhẫn và thường xuyên vẫy tay chào phóng viên. Trả lời ý kiến của phóng viên về việc giải tán Yamaguchi Gumi, ông công khai tuyên bố rằng nếu giải tán, ít nhất có 30.000 đến 40.000 người thất nghiệp. Nhiều người trong số họ có thể gây ra những hành vi xấu và gây hỗn loạn cho xã hội và thậm chí hình thành thêm nhiều băng đảng. Mặc dù nói là thế, nhưng sau khi ông ta trở về, các băng đảng tiếp tục mở rộng một cách điên cuồng dưới sự chỉ huy cá nhân của Shinobu. Lúc này, Yamaguchi Gumi đã có một số lượng lớn thành viên đáng kinh ngạc, 41.000 người, khiến người dân rất hoảng sợ. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái và sự suy giảm của cảnh sát Nhật Bản vào năm 2013, thái độ cứng rắn của Yamaguchi Gumi giảm từ hơn 41.000 người xuống còn hơn 30.000. Shinobu cũng nhận ra rằng thái độ chính thức của Nhật Bản đối với Yakuza và các hoạt động của họ trong thế kỷ 21 có thể không kéo dài. Do vậy, công việc hợp pháp phải được tăng cường. Năm 2014, Yamaguchi Gumi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaguchi Gumi. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hiển thị tiến độ dự án qua loạt ảnh. Trang web chính thức cũng truyền đạt những thông điệp tích cực, chống ma túy, giúp đỡ người yếu thế. Thông tin này khiến công chúng bất ngờ vì Yamaguchi Gumi trước đây có tiếng là vô nhân đạo, nhưng hiện tại lại như một tổ chức thiện lành. Ngoài ra vào dịp Halloween, tại trụ sở Kobe của Yamaguchi Gumi, họ phát kẹo miễn phí tại cửa, một hành động lịch sự và được nhiều phụ huynh quan tâm. Họ còn đưa theo những đứa trẻ để nhận quà. Trên con đường, người dân thường thấy các thành viên của Yamaguchi Gumi lịch sự khi chào hỏi mọi người và biểu lộ lòng biết ơn khi hướng dẫn phương tiện của băng đảng di chuyển trên đường. Tóm lại, Yamaguchi Gumi tích cực tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Dù có vẻ bề ngoài thế nào, họ là những công dân tốt. Tuy nhiên đằng sau, Yamaguchi Gumi cố tình che giấu những hoạt động bất chính. Năm 2014, theo tạp chí Fortune của Mỹ, Yamaguchi Gumi của Nhật Bản công bố một báo cáo thường niên doanh thu 80 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số ấn tượng, đặt Yamaguchi Gumi ở vị trí thứ hai trong danh sách các tổ chức ngầm có doanh thu cao nhất thế giới. Sonchevskaya Pravda của Nga chỉ có doanh thu hàng năm là 8,5 tỷ đô. Yamaguchi Gumi gấp gần 10 lần con số đó và đứng thứ 8 trong số tất cả các công ty của Nhật Bản. Báo cáo cho rằng tài sản bất chính của Yamaguchi Gumi chủ yếu đến từ hoạt động buôn lậu. Tuy nhiên ngành cờ bạc cũng mang lại nhiều lợi nhuận từ các công ty bất động sản và giải trí, tuy chiếm tỷ lệ nhỏ trong tài sản của tổ chức. Năm 2014, số lượng thành viên của Yamaguchi Gumi đã giảm đi, nhưng quy mô tài sản của họ thì vẫn đạt mức cao mới. Năm 2015 là một năm quan trọng đối với Yamaguchi Gumi
vì đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập. Tuy nhiên, trong năm đáng nhớ này, Yamaguchi Gumi đối mặt với một cuộc chia rẽ lớn. Trụ sở chính của Yamaguchi Gumi, Shinobu và nhiều thủ lĩnh nhóm khác tổ chức một cuộc họp quy mô lớn. Trong buổi tiệc, ông Shinobu, 73 tuổi, thông báo rằng khi ông về già, ông sẽ nhường chức vụ cho Takayama Kiyoshi, là người bạn thân. Quyết định này gây ra bất bình trong nhiều nhóm phụ, đặc biệt là Inoue Kuneo, người đứng đầu nhóm Yamaken, được biết đến với sự quyết đoán. Ông từng là ứng cử viên hoàn hảo để tiếp quản vị trí lãnh đạo, nhưng Shinobu không tuân thủ các quy tắc và muốn truyền lại vị trí cho những người tin tưởng của mình. Mọi người đã thấy rõ rằng Shinobu muốn thay đổi truyền thống của Yamaguchi Gumi và thiết lập một hệ thống cha truyền con nối. Tình huống này gây ra sự phẫn nộ. Hãy nhìn lại quá khứ của Yamaguchi Gumi. Ngoại trừ thế hệ thứ hai, không ai trong số các ông chủ sau đó tuân thủ quy tắc cha truyền con nối. Vì vậy, nhiều nhóm cấp 2 đã làm việc chăm chỉ và hy vọng một ngày trở thành ông chủ. Sau nhiều suy nghĩ, Kunio Inoue cuối cùng quyết định rời bỏ Yamaguchi Gumi. Ngày 27 tháng 8 năm 2015, 13 nhóm cấp dưới lãnh đạo của Yamaguchi Gumi quyết định tách ra khỏi tổ chức. Việc các băng đảng thành lập công ty riêng như Kobe, Yamaguchi Gumi không phải chuyện hiếm. Yamaguchi Gumi chính thống do Shinobu lãnh đạo và Kobe Yamaguchi Gumi do Kunio Inoue lãnh đạo. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Yamaguchi Gumi có nội chiến và tổn thất từ cuộc nội chiến này là rất lớn. Không chỉ là sức mạnh mà còn có sự cạnh tranh từ các băng đảng khác như Sumiyoshi Kai và Inagawa Kai. Ngày 1 tháng 3 năm 2016, theo thống kê của cơ quan cảnh sát Nhật, sau hơn một năm đấu tranh, thành viên của Yamaguchi Gumi chính thống đã giảm xuống còn 5.700, trong khi Kobe Yamaguchi Gumi giảm còn 2.700. Tổng số lượng thành viên của hai tổ chức chỉ còn 8.400. Đây là một sự khác biệt lớn với con số trước đó, từ 30.000 đến 40.000 người. Cảnh sát Nhật Bản đã vào cuộc thực hiện các biện pháp cứng rắn với băng đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu Yamaguchi Gumi. Mỗi tỉnh ở Nhật ban hành quy định loại trừ các nhóm bạo lực, hạn chế thành viên của các nhóm bạo lực không được mở tài khoản ngân hàng và chỉ được sử dụng tiền mặt. Những việc quan trọng chỉ có thể được thực hiện bằng tiền mặt. Ngoài ra, bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi với các băng đảng có thể bị đưa vào danh sách đen. Ngày càng nhiều người tránh xa băng đảng và không có ý định gia nhập nữa. Cảnh sát Nhật lợi dụng sự suy yếu của Yamaguchi Gumi để tiến hành một cuộc đàn áp toàn diện. Mặc dù quyền lực của tổ chức này đã suy yếu, nhưng vẫn đan xen và có quan hệ với nhiều quan chức, nên cuộc đàn áp không thực sự hiệu quả. Năm 2017, Omasu Teraoka, ông chủ của câu lạc bộ hiệp sĩ trong Kobe Yamaguchi Gumi, một lần nữa lãnh đạo người của mình tách khỏi tổ chức và thành lập tổ chức mới. Nhóm Yamaguchi bắt đầu chia thành 3 lực lượng. Xung đột nội bộ kéo dài đã cản trở Yamaguchi Gumi quay lại ánh hào quang như trước. Điều này tạo điều kiện cho các băng đảng khác ở Nhật giành được rất nhiều lợi thế. Tất nhiên, cảnh sát Nhật không bỏ qua cơ hội như vậy và đang truy đuổi ngăn chặn Yamaguchi Gumi. Để tránh đối đầu trực diện với cảnh sát, thành viên của nhóm tự biết rằng ngay cả khi có đấu tranh nội bộ, họ sẽ cố gắng không làm tổn thương người dân bình thường. Vì sự chia rẽ trong tổ chức là quá lớn, Yamaguchi Gumi không thể tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện như trước. Họ cũng chủ động nghỉ kinh doanh, ví dụ như tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019, Yamaguchi Gumi tuyên bố Nhật Bản vẫn giữ thái độ cứng rắn với các băng nhóm, khiến băng nhóm Nhật Bản đang trong tình huống rất khó khăn. Ban đầu, Hiến pháp Nhật cho phép tồn tại hợp pháp cho các băng nhóm, nhưng luật hiện hành đã quy định rằng bạn không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động ngầm. Điều này có nghĩa, với chính quyền Nhật Bản thì xã hội đen chỉ tồn tại khi tôi cần bạn và sẽ loại bỏ bạn khi bạn không còn hữu ích. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ, chúng ta có thể hiểu rằng thời kỳ đầu của Nhật Bản cần xã hội đen để ổn định tình hình. Nhưng hiện tại, tình hình đã được kiểm soát và không còn cần xã hội đen. Xã hội đen trở thành nạn nhân của quá trình phát triển của Nhật. Mặc dù bề ngoài, Yamaguchi Gumi có vẻ là những người xã hội đen tốt bụng, không gây rắc rối cho xã hội. Nhưng thực chất, đằng sau họ vẫn sử dụng các phương tiện phi pháp.
mọi người đều biết điều này và ngày càng có nhiều thanh niên Nhật không muốn tham gia xã hội đen và không quan tâm tới nó. Nhờ những nỗ lực chống lại, sự phát triển của các băng nhóm Nhật đã giảm sút những năm gần đây. Theo thống kê mới nhất của cảnh sát Nhật, tính tới cuối năm 2020, Yamaguchi Gumi chỉ còn 8.200 thành viên và họ đang chia thành 3 lực lượng và đấu tranh nội bộ. Cùng nhìn vào thế lực của Yamaguchi Gumi, khi Nhật Bản có tỷ lệ dân số già đi nhanh chóng, hiện tại Shinobu, người đứng đầu, đã 77 tuổi. Ông chủ Kunio Inoue của Kobe Yamaguchi Gumi, 71 tuổi, và ông chủ của Renshia Yamaguchi, Osamu Teroka, cũng đã 70. Yamaguchi Gumi, một tổ chức băng đảng Nhật Bản, có các thành viên cốt lõi ở độ tuổi từ 60 tới 70. Từ những bức ảnh của Yamaguchi Gumi, ta có thể nhận ra rằng họ thực sự là một nhóm các ông già nắm quyền và khó có thể tưởng tượng rằng nhóm của người già như vậy lại là nhân vật chủ chốt của Yamaguchi Gumi. Các băng đảng Nhật Bản đại diện bởi Yamaguchi Gumi đang phải vật lộn để tồn tại trong một xã hội pháp trị. Họ là một ví dụ điển hình cho tình trạng dân số già đi và thiếu nhân lực từ các thế hệ trẻ tại Nhật. Và có khả năng Yamaguchi Gumi sẽ biến mất trong thời gian tới, hoặc có thể có một sự thay đổi diện mạo mới cho tổ chức này. Hay chúng ta cũng có thể nói, nó cũng là vận mệnh của Nhật Bản mai sau nếu không cải thiện chất lượng dân số. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì thì comment phía dưới nhé. Nếu được, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.